Rất là mong mọi người sẽ bình chọn cho Quân cũng như tất cả các anh trai, hãy cùng ủng hộ cho tất cả các anh trai. Bình chọn chung kết Anh Trai C2 duy nhất trên ứng dụng Vion. Thời gian bình chọn đợt 1 từ 20 giờ ngày 31 tháng 8 đến 20 giờ ngày 3 tháng 9. Mở bình chọn cho 8 anh trai trình diễn đầu tiên: Rider, Quân AP, Hiếu thứ hai Eric, Negif, Captain, Song Luân, Anh Tú Atus. Đợt 2 từ 20 giờ ngày 7 tháng 9 đến 20 giờ ngày 10 tháng 9. Mở bình chọn cho 8 anh trai trình diễn tiếp theo: Đức Phúc, Dương Đô Mích, Pháp Kiều, Isaac, Jason, Anh Tú, Quang Hùng Master D, Hurricane. Đợt 3 từ 20 giờ ngày 10 tháng 9 đến 22 giờ ngày 14 tháng 9. Mở bình chọn cho tất cả 16 anh trai. Chương trình bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 22 giờ ngày 14 tháng 9. Hướng dẫn bình chọn: khán giả bình chọn cho anh trai mình yêu thích thông qua ứng dụng Vion. Bước 1, truy cập ứng dụng Vion. Bước 2, nhấp vào nút bình chọn Anh Trai C2. Bước 3, đăng nhập tài khoản Vion. Bước 4, nhấp vào nút bình chọn anh trai mà bạn yêu thích. Số lượt bình chọn cụ thể dành cho các khách hàng: 1 lượt bình chọn 1 ngày dành cho khách hàng có tài khoản Vion miễn phí. 5 lượt bình chọn 1 ngày dành cho khách hàng tài khoản Vion VIP, VIP HBO Go, Sport K cộng, All Access, hoặc khách hàng Mobifone gói MFV 250. Có những lúc anh đã sai, nhưng mà từ lúc mà hai đứa mình xa nhau bây giờ, chưa bao giờ anh thấy cuộc sống này vô nghĩa cả. Vì anh luôn có mục tiêu là phải để giải được những bài toán mà em để lại. Sao em không nói ra thành câu để kiếp kia đắm chìm, là lúc anh đang cười thật tươi cho em đến. Hà dưới nơi anh chẳng ta hẹn nhau, nụ cười tươi trên môi nhiều xót xa. Và như thế chỉ còn anh đứng đây. Vì sao trên cao sáng soi lòng anh, đợi em chứng những nỗi nhớ anh viết. Một nơi mà anh chẳng có em, cứ thế bơ vơ lặng nhìn đêm tối. Cứ mỗi sáng anh lại nhớ